Và tiếp theo, xin chúc mừng thí sinh đã đạt danh hiệu người đẹp áo dài là Trần Thị Bé Quyên, số danh 216. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời chúc mừng đến thí sinh đạt danh hiệu. Mời các... Và xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Hoàng Như Thảo, Cluster Marketing Manager, Wing Hotels, đối tác chiến lược sẽ lên trao giải cho người đẹp truyền thông. Cùng với đó, xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Mười, chủ...